Cellphone S, xin chào Bình Định. Yeah. Cellphone S, một trong năm hệ thống bán lẻ lớn nhất Việt Nam về lĩnh vực công nghệ, vừa khai trương cửa hàng tại Quy Nhơn Bình Định sẽ có gì? Chắc có lẽ nhiều bạn cũng đã biết thì Cellphone S là hệ thống bán lẻ chính hãng các sản phẩm Apple, Samsung, Xiaomi, Sony, JBL với 120 cửa hàng trên toàn quốc. Ở đây thì mình thấy có đa dạng các sản phẩm công nghệ, từ điện thoại cho đến máy tính, laptop, các loại phụ kiện, smart TV, đồ gia dụng với giá bán tốt nhất trên thị trường và luôn có quà trải nghiệm cho khách hàng nha. Giờ thì cùng mình xem thử trong tuần lễ khai trương từ ngày 11 tới ngày 17 tháng 5 có điều gì hời hời không nha. Chắc chắn một điều rằng những thương hiệu lớn như Cellphone S này một khi đã về á thì sẽ mang theo rất là nhiều điều khủng, như điện thoại và laptop giảm đến 44% luôn nè, đồ gia dụng thông minh, bàn chải điện, robot hút bụi, lau nhà, máy lọc không khí chỉ từ 119 cành, phụ kiện như thẻ nhớ, pin sạc dự phòng, chuột có dây, tai nghe Bluetooth chỉ từ 55 cành. Với những khách hàng có đơn từ 2 triệu sẽ được tặng một phần quà đặc biệt nè. Giá bán và khuyến mãi chỉ áp dụng khi mua trực tiếp tại cửa hàng đến hết ngày 17 tháng 5 thôi nha. Có tranh thủ săn hàng đi các bạn. Mình cực kỳ ấn tượng với các bạn nhân viên ở đây, vô cùng nhiệt tình và tư vấn siêu có tâm. Mình ghé tham quan rồi lựa mua cục sạc dự phòng thôi mà bạn nữ không ngại khui hộp cho mình xem hết các sản phẩm và còn đưa ra những đánh giá khách quan rằng sản phẩm này có phù hợp với công việc đặc thù của mình là hướng dẫn viên phải di chuyển nhiều hay không. Vậy rồi, nhiệt tình dày mà không mua thì cũng kỳ kỳ. Thế là mình dứt luôn một em sạc dự phòng đi tour cho ngon lành. Quan trọng là được giảm giá nữa, bảo hành 2 năm lận, dạy gì mà không chốt ha. Ngoài ra, Cellphone S còn cung cấp dịch vụ mua hàng trả góp 30, không trả trước, không lãi suất, không phụ phí và miễn phí giao hàng tại nhà. Vậy mới nói Quy Nhơn mình càng ngày càng xịn, thương hiệu lớn về càng nhiều. Bạn nào yêu thích công nghệ thì đừng bỏ lỡ Cellphone S Bình Định nha. Và mình là Phước Du Hí, một chàng trai mê du lịch, nhớ follow mình nhé.